Oh,
mời để viếng của gia đình Quỳnh Tiến ở xóm Quỳnh Thành. Nên về thắp nhang làm lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Cháu Quỳnh Tiến ở xóm Quỳnh Thạch nên trở về trước linh sàng, thắp nến tâm nhang dâng lên vòng lòng thành để cầu chúc cho ông ra đi về với tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Linh thiêng ông phục hộ độ trì cho gia đình các cháu được mạnh khỏe bình an. Vâng, xin phép trả lời cảm ơn của gia đình trở về thắp nhang ngày về viếng, xong mời anh ra bàn uống nước để chia buồn cùng tăng lễ thay lời cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn.